Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Dự kiến thời gian diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh trong 3 ngày, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Đồng thời, các huyện Yên Mỹ, Văn Giang thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập quốc phòng an ninh Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung diễn tập gồm thực hành đánh địch tấn công hỏa lực đường không, triển khai bệnh viện dã chiến, lực lượng phòng không đánh địch tiến công hỏa lực và tổ chức khắc phục hậu quả, thực binh, xử trí đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin. Đến nay cơ bản hoàn thành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo trong diễn tập, hoàn thành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và các sở ngành dự thảo thành lập các tiểu ban phục vụ diễn tập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức trinh sát, chọn địa điểm diễn tập thực binh, địa điểm xây dựng căn cứ chiến đấu cho diễn tập tại khu trường Đại học Thủy lợi, huyện Tiên Lữ, địa điểm thực binh đánh địch tiến công hỏa lực tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, thực binh đánh địch đổ bộ đường không tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, thực binh tình huống A2 tại đường Quảng Trường, Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phối hợp với các cơ quan ban ngành, các đơn vị tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng các mô hình theo kế hoạch nội dung thực binh phục vụ công tác diễn tập. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức diễn tập nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho công tác quốc phòng địa phương. Vì thế, các địa phương, ban ngành, tỉnh nghiêm túc triển khai theo đúng nhiệm vụ đã giao. Các thành viên dành thời gian nghiên cứu các văn bản, thực hiện theo đúng yêu cầu diễn tập. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, ăn khớp từ việc tổ chức hội nghị đến thực binh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ hai huyện và Sở Giáo dục. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian luyện tập và diễn tập.